Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, lúc 7 giờ ngày 20 tháng 10, bão ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 8 đến 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 21 tháng 10, bão trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ và vùng biển Quảng Trị có gió mạnh cấp 6 đến 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao 2 đến 4 mét, sau tăng lên 3 đến 5 mét. Từ đêm ngày 19 tháng 10, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến 8. Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Ngoài ra, từ đêm ngày 19 tháng 10 đến đêm ngày 21 tháng 10, ở vùng ven biển, khu vực Nam Đồng Bằng, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.